Các vua nhì chương 16. Acha trị vì Giu-đa. Năm thứ 17 triều vua Phê-ca, con trai Remalia, thì Acha con trai Giô-tham lên ngôi làm vua. Acha được 20 tuổi khi bắt đầu trị vì. Vua trị vì 16 năm tại Jerusalem. Vua làm điều không đúng trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời của vua, không như tổ phụ vua là David đã làm. Nhưng vua đi theo đường lối của các vua Israel, thậm chí vua còn thiêu dâng con trai mình qua lửa, theo tập tục gớm ghiếc của các dân mà Chúa đã đuổi ra trước mặt dân Israel. Vua dâng tế lễ và dâng hương trên các tế đàn của những nơi cao, trên núi và dưới những cây xanh. Bấy giờ vua Rezin của Asam và vua Phê-ca con trai Remalia của Israel kéo đến gây chiến với Jerusalem. Họ bao vây Acha nhưng không thắng được vua. Lúc đó vua của Edom lấy lại Ela cho Edom và đuổi người Juda ở Ela đi, rồi đem người Edom đến chiếm ngụ và họ cứ ở đó cho đến ngày nay. Acha sai các sứ giả đến nói với Tiglath Pileser vua của Assyri rằng: tôi là tôi tớ vua và là con trai vua, xin hãy đến giải cứu tôi khỏi tay của vua Asam và vua Israel vì họ đang vây hãm tôi. Acha lấy những vật dụng bằng bạc bằng vàng trong đền thờ Chúa và trong các kho tàng của hoàng cung mà làm quà biếu cho vua Assyri. Vua Assyri nghe theo lời yêu cầu của vua Acha và dẫn quân tiến đánh Đa-mách chiếm lấy thành, bắt dân chúng ở đó đem về kia để lưu đày và giết chết vua Rezin. Khi vua Acha đến Đa-mách để hội kiến với vua Tiglath-pileser của Assyri, thì vua có thấy một bàn thờ ở Đa-mách. Vua Acha bèn gửi về cho thầy tế lễ Uzia một mô hình của bàn thờ đó với kiểu mẫu và kích thước giống hệt như bàn thờ vua đã thấy. Thầy tế lễ Uzia bèn làm một bàn thờ đúng y như kiểu mẫu mà vua Acha ở Samari gửi về. Thầy tế lễ Uzia thực hiện xong việc đó trước khi vua Acha ở Đa-mách trở về. Khi vua Acha ở Đa-mách trở về, vua đến xem bàn thờ ấy. Vua đến gần bàn thờ mới, bước lên dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay, đổ lễ quán xuống và rảy huyết các con sinh tế chuộc tế lễ cầu an nơi bàn thờ này. Vua cho di chuyển bàn thờ bằng đồng vốn ở trước đền thờ, tức là ở khoảng giữa bàn thờ vua mới làm và đền thờ Chúa, mà đem đặt ở phía bắc của bàn thờ vua mới làm. Vua Acha truyền cho thầy tế lễ Uzia rằng: từ nay hãy dâng tế lễ thiêu buổi sáng và tế lễ chay buổi chiều cùng với tế lễ thiêu của vua, tế lễ chay của vua, tế lễ thiêu của toàn dân trong nước, của lễ chay của họ, của lễ quán của họ, và hãy rảy huyết của các sinh tế dân làm tế lễ thiêu trên bàn thờ lớn này. Còn bàn thờ bằng đồng thì chỉ để dành cho ta cầu vấn mà thôi. Thầy tế lễ Uzia làm đúng theo mọi điều vua Acha đã truyền cho ông. Kế đó vua Acha cho gỡ bỏ những chiếc xe bằng đồng và những bồn nước trên các xe đó xuống. Vua cũng lấy bể nước đặt trên lưng các con bò bằng đồng mà đem đặt trên một bệ bằng đá. Vua cũng dẹp bỏ lều che nắng dùng trong ngày Sa-bát nơi sân đền thờ. Còn cổng vào dành đặc biệt cho vua ở phía trước đền thờ Chúa, vua cũng dẹp bỏ. Vua làm tất cả những việc ấy để làm vừa lòng vua Assyri. Những việc khác vua Acha đã làm há không được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? Acha ăn giấc với các tổ phụ mình và được chôn bên cạnh họ trong thành David. Ê-xê-chia, con trai vua, lên ngôi kế vị. Các vua nhì chương 17. Ô-xê trị vì Israel. Năm thứ 12 triều vua Acha của Giu-đa, thì Ô-xê con trai Ê-la lên ngôi làm vua Israel tại Samari.
vua trị vì được 9 năm. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nhưng không như các vua Israel trước vua. Vua sanh Manasseh của Assyria kéo đến đánh vua. Vua Ose trở thành một chư hầu của vua ấy và phải nộp triều cống cho vua ấy. Nhưng vua của Assyria thấy vua Ose có ý làm phản, vì vua Ose có sai sứ giả đến cầu vua Sô của Ai Cập giúp đỡ. Vua Ose cũng không nộp triều cống hàng năm cho vua Assyria như thường làm nữa. Vì thế vua của Assyria đến bắt vua Ose và tống giam vào ngục. Dân Israel bị đưa đi lưu đày. Bấy giờ, vua Assyria xâm chiếm xứ và tiến đánh Samari. Vua ấy bao vây thành Samari 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Ose, vua Assyria chiếm được thành Samari. Vua ấy bắt dân Israel đem về Assyria. Vua cho họ định cư tại Cha Lan, bên bờ sông Cha Bo thuộc xứ Goshen và trong các thành của xứ Medi. Việc này xảy ra vì dân Israel đã phạm tội cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, tức ra khỏi tay của Pharaon, vua Ai Cập. Họ đã thờ phượng những thần khác và sống theo các tập tục của những dân mà Chúa đã đuổi đi trước mặt dân Israel. Và vì họ theo các thói tục mà các vua Israel đã bày ra, dân Israel đã lén lút làm những việc không đẹp lòng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Họ đã xây dựng cho họ những tế đàn trên các nơi cao trong các thành của họ, từ những thành rất nhỏ cho đến những thành lớn và kiên cố. Họ dựng cho mình những tượng thờ bằng đá và những trụ thờ nữ thần Asera trên các núi đồi và dưới những cây xanh. Họ dâng tế lễ trên các tế đàn ở các nơi cao, giống như các dân tộc mà Chúa đã đuổi đi trước mặt họ. Họ làm những điều tội lỗi chọc giận Chúa. Họ thờ các hình tượng mà Chúa đã bảo các ngươi chớ thờ chúng. Dầu vậy, Chúa đã sai các đấng tiên tri và các nhà tiên kiến đến cảnh cáo Israel và Juda rằng: hãy quay khỏi những đường lối tội lỗi của các ngươi và hãy tuân giữ những điều răn và mạng lệnh ta, tức là tất cả kinh luật ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi và mọi điều ta đã sai các tôi tớ ta là các tiên tri rao bảo cho các ngươi. Nhưng họ không chịu nghe và cứ ương ngạnh giống như tổ phụ của họ đã làm. Ấy là những người không tin vào Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Họ khinh bỉ các mạng lệnh Ngài. Họ khinh bỉ các giao ước Ngài đã lập với tổ phụ họ. Và họ cũng khinh bỉ những lời cảnh cáo mà Ngài đã sai các sứ giả Ngài đến truyền cho họ. Họ đi theo những hình tượng giả dối và trở thành những kẻ giả dối. Họ bắt chước các dân tộc sống chung quanh họ. Đó là những dân tộc mà Chúa đã căn dặn họ không được làm như các dân tộc ấy. Họ loại bỏ Chúa là Đức Chúa Trời của họ mà đúc cho mình tượng hai con bò con, rồi dựng những trụ thờ nữ thần Asera lên mà thờ lạy. Họ thờ phượng các thiên binh trên trời và thờ lạy thần Ba Anh. Họ thiêu sống con trai và con gái họ trong lửa. Họ tin theo các phù thủy và xem bói. Họ bán chính mình để làm những tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Chúa và chọc giận Ngài. Vì thế Chúa rất giận dân Israel và Ngài đã cất bỏ họ khỏi trước mặt Ngài. Chỉ còn lại chi tộc Juda mà thôi. Nhưng dân Juda cũng không vâng giữ các điều răn của Chúa là Đức Chúa Trời của họ, mà lại đi theo các thói tục của dân Israel đã bày ra. Vì thế Chúa đã từ bỏ toàn thể dòng dõi của Israel. Ngài phạt họ và phó họ vào tay những kẻ cướp đoạt, cho đến khi Ngài loại hẳn họ ra khỏi trước mặt Ngài. Khi Ngài tách rời dân Israel ra khỏi nhà David, họ lập Jeroboam, con trai Nebat làm vua. Jeroboam đã lôi kéo Israel xa cách Chúa và xui cho họ phạm tội trọng. Dân Israel cứ tiếp tục đi theo những tội lỗi mà Jeroboam đã phạm. Họ không chịu từ bỏ những tội lỗi ấy cho đến khi Chúa cất bỏ họ khỏi trước mặt Ngài, như Ngài đã bảo trước qua các tiên tri là các tôi tớ Ngài.
Vì thế Israel bị lưu đày khỏi xứ sở mình mà đến Assyri cho đến ngày nay. Dân Assyri định cư tại Samari. Vua Assyri bắt dân từ Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sephatvaim đến định cư trong các thành của Samari, thế chỗ dân Israel. Các dân ấy đến chiếm lấy Samari và định cư trong các thành của xứ ấy. Khi mới đến định cư tại đó, họ không tôn thờ Chúa, nên Chúa đã sai các sư tử đến vồ chết một số người của họ. Người ta bèn tâu với vua Assyri rằng, các dân tộc mà vua đã trục xuất và đầy đến định cư trong các thành ở Samari, không biết luật lệ phải tôn thờ vị thần của xứ, nên vị thần ấy đã sai các sư tử đến vồ chết một số người. Đó là vì họ không biết tôn thờ vị thần của xứ ấy. Vua Assyri bèn truyền lệnh, các ngươi hãy chọn một người trong số những thầy tế lễ đã bị bắt qua đây. Hãy đưa người ấy trở về xứ và sống tại đó, để người ấy dạy cho chúng biết thờ phượng vị thần của xứ. Vậy một thầy tế lễ trong số những thầy tế lễ bị bắt đi lưu đày khỏi Samari được cho trở về và ngủ tại Bê-tên. Người ấy dạy cho họ biết phải thờ phượng Chúa như thế nào. Nhưng mỗi dân tộc đều dựng thần riêng của họ, đem để vào trong những trang thờ, đặt trong những đền miễu trên các nơi cao mà người Samari đã xây. Dân tộc nào cũng lập thần riêng cho mình trong các thành họ ở. Dân Babylon thì dựng tượng thần Sukkot Benot. Dân Cúc thì lập tượng thần Nẹt Ganh. Dân Hamat thì làm tượng thần Anshima. Dân Avim thì làm tượng thần Nipka và Tạc Tác. Dân Sephat Vaim thì thiêu con thơ mình trong lửa cho thần Atramelech và thần Anamelech, tức là các thần của dân Sephat Vaim. Các dân tộc ấy cũng thờ phượng Chúa và tự chọn trong vòng họ đủ hạng người mà lập làm những thầy cúng cho các đền miếu trên những nơi cao. Những thầy cúng ấy vì họ mà dâng các sinh tế trên các tế đàn ở những nơi cao. Như vậy, các dân tộc ấy thờ phượng Chúa, nhưng cũng thờ phượng các thần của họ, cứ giữ theo phong tục của dân tộc họ đã có trước khi họ bị đem đi lưu đày. Cho đến ngày nay, họ vẫn tiếp tục theo các phong tục ngày trước của họ. Dân Israel không thờ phượng Chúa và cũng không tuân giữ các quy tắc, mạng lệnh, luật lệ hay điều răn mà Chúa đã truyền cho con cháu Gia-cốp là người Ngài đặt tên là Israel. Chúa đã lập giao ước với họ và truyền cho họ rằng, các ngươi chớ thờ phượng các thần khác, chớ quỳ lạy chúng, chớ phục vụ chúng và cũng chớ dâng các tế lễ cho chúng. Nhưng các ngươi chỉ hãy thờ phượng Chúa, là đấng đã dùng cánh tay quyền năng Ngài giang ra mà đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Các ngươi chỉ quỳ lạy một mình Ngài và chỉ dâng của tế lễ cho Ngài. Những quy luật, mạng lệnh, luật lệ và điều răn mà Ngài đã viết ra cho các ngươi thì các ngươi phải cẩn thận tuân giữ. Các ngươi không được thờ phượng các thần khác. Các ngươi không được quên giao ước mà ta đã lập với các ngươi. Các ngươi không được thờ phượng các thần khác, nhưng các ngươi chỉ hãy thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay mọi kẻ thù của các ngươi. Những dân tộc mới đến cũng không nghe. Họ cứ tiếp tục thờ lạy theo phong tục trước kia của họ. Vậy các dân tộc đó vừa thờ phượng Chúa, nhưng cũng vừa thờ phượng các thần do họ đúc chạm tạo nên. Rồi con cháu họ và con cháu của con cháu họ cũng tiếp tục theo truyền thống như ông cha họ đã làm cho đến ngày nay. Các vua nhì, chương 18. Ê-xê-chia trị vì Giu-đa. Năm thứ ba triều vua Ô-xê, con trai Ê-la của Israel, thì Ê-xê-chia, con trai vua A-cha của Giu-đa lên ngôi làm vua. Vua được 25 tuổi khi bắt đầu trị vì. Vua trị vì 29 năm tại Jerusalem. Thân mẫu của vua là bà A-bi, con gái của Sa-cha-ri. Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa
như tổ phụ David của vua đã làm. Vua dẹp bỏ những nơi cao, đập vỡ các tượng thờ bằng đá và đốn hạ những trụ thờ nữ thần Asera. Vua đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó, dân Israel vẫn còn dâng hương cho con rắn bằng đồng ấy. Người ta gọi nó là Nehutan. Vua tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của Israel. Trong số những vị vua của Giu-đa sau vua thì không ai được như thế. Còn trong số các vị vua trước vua thì cũng chẳng ai được như vậy. Vì vua bám chặt lấy Chúa, vua chẳng rời bỏ Ngài, nhưng gìn giữ những điều răn mà Chúa đã truyền cho Môi-se. Chúa ở cùng vua, vua làm điều gì cũng được thành công. Vua nổi dậy chống lại vua Asiri và không chịu thần phục vua ấy nữa. Vua tiến đánh dân Philistine đến tận Gaza và những vùng phụ cận, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Năm thứ tư triều vua Ê-xê-chia, tức là năm thứ bảy triều vua Ô-xê, con trai Ê-la của Israel, vua Sanh-ma-na-xê của Assyri đến tấn công Samari và bao vây thành ấy. Cuối ba năm, vua ấy chiếm được thành. Năm thứ sáu triều vua Ê-xê-chia, tức là năm thứ chín triều vua Ô-xê của Israel, Samari bị thất thủ. Vua Assyri bắt dân Israel đem lưu đày ở Assyri, cho họ định cư ở Hala bên bờ sông Chabon thuộc xứ Goshen và trong các thành của xứ Medi, bởi vì họ không vâng theo tiếng Chúa là Đức Chúa Trời của họ, nhưng vi phạm giao ước Ngài, tức là tất cả những điều Môi-se tôi tớ của Chúa đã truyền ban, họ không nghe và cũng chẳng thi hành. Sanh-chê-ríp xâm lăng Giu-đa. Năm thứ 14 triều vua Ê-xê-chia, vua Sanh-chê-ríp của Assyri đến tấn công các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy. Vua Ê-xê-chia của Giu-đa sai sứ đến gặp vua của Assyri tại La-chi và tâu rằng: "Tôi có lỗi, xin vua hãy lui binh. Vua muốn điều chi tôi cũng chịu cả." Vua của Assyri đòi vua Ê-xê-chia của Giu-đa phải nộp 9.000 ký bạc và 900 ký vàng. Vua Ê-xê-chia lấy tất cả bạc trong đền thờ Chúa và trong các kho tàng của hoàng cung mà nộp cho vua ấy. Bấy giờ vua Ê-xê-chia phải gỡ vàng bọc trên những cánh cửa của đền thờ Chúa và vàng mà vua đã cẩn trên những khung cửa ấy để đem nộp cho vua Assyri. Nhưng vua Assyri lại sai Tạc Tan, Rab-sa-ri và Rab-sa-kê cùng một đạo binh rất lớn từ La-chi đến với Ê-xê-chia tại Jerusalem. Họ tiến lên và đến Jerusalem. Khi tiến gần, họ đến và dừng lại tại đầu kênh dẫn nước của hồ trên, tức là chỗ con đường dẫn đến cánh đồng của thợ nện. Rồi họ yêu cầu được hội kiến với vua. Eliakim, con trai Hilkia, quan tổng quản hoàng cung, Sếp-na, quan bí thư và Gioa, con trai Asáp, quan quản lý văn khố ra gặp họ. Rab-sa-kê nói với họ: "Hãy về bảo Ê-xê-chia, đại đế ta là vua của Assyri có phán như vậy. Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy? Bộ ngươi tưởng rằng trong chiến tranh mà lời nói suông có thể thay thế được âm mưu và sức mạnh sao? Ngươi dựa vào gì mà ngươi dám chống lại ta? Kìa, ngày nay ngươi dựa vào Ai Cập chăng? Đó là một cây sậy gãy, ai dựa vào nó sẽ bị nó đâm thủng bàn tay. Bất cứ kẻ nào dựa vào Pharaon, vua của Ai Cập sẽ bị như vậy. Nhưng nếu ngươi bảo ta rằng: chúng tôi tin cậy vào Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi, thì há chẳng phải Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các tế đàn của Ngài trên các nơi cao, rồi bảo dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi chỉ thờ phượng Ngài ở bàn thờ tại Giê-ru-sa-lem mà thôi sao? Bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri đi. Ta sẽ cho các ngươi 2.000 con ngựa, nếu các ngươi có đủ kỵ binh để cưỡi. Liệu các ngươi nhờ cậy vào các xe chiến mã và các kỵ binh của Ai Cập mà có thể chống cự nổi một tiểu tướng trong đám đầy tớ của chủ ta chăng? Hơn nữa, há không phải là ý Chúa mà ta đến đây để hủy diệt xứ này sao?
Chúa bảo ta rằng, hãy lên đánh xứ này và tiêu diệt nó đi. Bấy giờ, Eliakim, con trai Hilkia, với Sếp-na và Gioa nói với Rabsake rằng, xin hãy nói với các tôi tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa, kẻo dân trên tường thành nghe được. Nhưng Rabsake đáp lại họ, há chủ ta chỉ sai ta đến nói những lời này với chủ các ngươi và với các ngươi, mà không nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, tức những người đang ăn phân và uống nước tiểu của mình nữa sao? Đoạn Rabsake đứng dậy và nói lớn bằng tiếng Giu-đa rằng, hãy nghe lời của đại đế ta là vua Assyri. Vua phán như vậy, chớ để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi, vì ông ấy không thể giải thoát các ngươi khỏi tay ta được đâu. Chớ để Ê-xê-chia xúi dục các ngươi nương cậy nơi Chúa mà rằng, Chúa sẽ chắc chắn giải cứu chúng ta và thành này sẽ không bị phó vào tay vua Assyri đâu. Chớ nghe theo lời của Ê-xê-chia, vì vua của Assyri có phán như vậy, hãy làm hòa với ta và ra đây với ta, thì mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho và vườn vả mình, sẽ được uống nước của giếng mình cho đến khi ta đến đem các ngươi qua một xứ giống như xứ của các ngươi, một xứ có lúa và rượu, một xứ có bánh và vườn nho, một xứ có dầu ô liu và mật, để các ngươi sẽ sống và không chết. Chớ để Ê-xê-chia dẫn dụ các ngươi đi sai lạc, khi ông ấy nói rằng, Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Có thần của dân tộc nào đã giải cứu xứ họ thoát khỏi tay của vua Assyri chưa? Các thần của dân Hamat và dân Akbat ở đâu? Các thần của dân Sê-phạt-va-im, dân Hê-na và dân Y-va ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Samari thoát khỏi tay ta chăng? Trong tất cả các thần của các nước, có thần nào đã giải cứu nước họ thoát khỏi tay của ta chăng? Thế thì Chúa há có thể giải cứu Jerusalem thoát khỏi tay của ta sao? Nhưng dân chúng đều im lặng, chẳng ai đáp lại một lời, vì vua có truyền rằng đừng trả lời hắn. Bấy giờ Eliakim, con trai Hilkia, quan tổng quản hoàng cung, Sếp-na, quan bí thư, và Gioa, con trai Asaph, quan quản lý văn khố, xé rách áo mình đến với vua Ê-xê-chia tâu trình những lời Rabsake đã nói.